Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện gì hot trên kênh MC Khánh Linh USA. Thưa quý vị, thì trong suốt những ngày qua, những người biểu tình và trà trộn trong những người biểu tình ôn hòa thì có những cái người biểu tình rất bạo lực mà có thể nói là vào những cái tiệm, những cái business group của cũng như là lấy đồ hoặc không trả tiền mà còn tàn phá đến những cái tiệm, những cái business để mà phá hoại hôi của. Thì ngày hôm nay Cái Linh thấy được một cái video trên mạng xã hội và Cái Linh muốn chia sẻ đến các bạn. Một bà mẹ tuyệt vọng vì không thể mua thức ăn cho con của mình cũng như là không thể nào mua thuốc cho người mẹ của mình vì những người biểu tình bạo lực này tại Mỹ đã vào phá những cái siêu thị, những cái chợ và những cái hàng hóa không còn gọi là hoàn toàn vẹn nữa để mà họ có thể mua. Thì sau đây là một cái video mời mọi người cùng theo dõi nhé. Thì cái người mẹ này đang sống ở tiểu bang Illinois ha, thì bà ta đi vào một cái siêu thị gần nhà để muốn mua đồ ăn cho những con người con tình quá bạo lực hay là những cái thứ người mà trà trộn vào trong đám buổi tình ôn hòa để thừa cơ hội, lợi dụng cơ hội này để mà cướp của người khác. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.